chào bạn nha. Hôm nay mình cùng xem mấy anh nông dân gieo mạ các bạn. Gieo mạ thảm. Gieo mạ thảm anh á. Ừ. Cái này mình pha cái này cái gì với cái gì trong này anh? Sình bột dừa. Bột dừa với sình ha. Sình với phân. À. Nước. Rồi. Nước, sình, phân, bột dừa. Bia cuối vụ mới biết. Này gieo mạ thảm này mình đem mình cấy anh ha. Dạ. Này chắc trồng lúa giống anh phải không anh? Lúa giống của công ty nha. Dạ. Đây các bạn, ở đây thì anh đó là trồng bột dừa với phân với sình ở trong đó. Còn anh này thì anh chán cho bằng. Đó. Cái này giống như làm hồ quá ta. Ừ. Gieo này gieo lúa giống cho dạ, công ty. Dạ. Công ty Lộc Trời đó làm lúa giống rồi. Dạ. Làm lúa giống cho công ty Lộc Trời nha các bạn. Này giờ làm giống gì à chú? À, OM 18. À. Vũ Gòi cũng ở đây cũng làm nè. À, ở đây là làm hầu như là lúa giống 6 năm nay là liên tục luôn á. Dạ. Là vụ nào cũng là cấy cho Lộc Trời không à. Làm thấy chúng không chú? Chúng năng suất thì cũng đạt lắm. Dạ. Làm 5, 6 năm gì đó, tôi 5, 6 năm chứ mấy ông kia làm cuộc trước mấy ông làm đâu, 7, 8, 9 năm gì đó. Rồi cái này mình gieo thảm rồi mình mướn nhân công cái nữa. Thì cái bên nhân công này người ta gieo rồi người ta cấy luôn. Dạ, gieo cấy luôn ha. À. Vậy anh có nhu cầu gieo cấy mạ làm khắp nơi không? Có để số điện thoại đi, có mọi người ai có nhu cầu thì liên lạc kêu anh. Chắc là làm nhiêu đó được anh. Làm nhiêu đó được anh. Dữ lắm làm. Sao quá làm nổi phải không? Chỉ gì máu dữ lắm. Dạ. Dạ. Làm là không kịp luôn á. Chắc là làm tập trung cho mấy cái chạy giống. Dạ. Vậy là ít bữa nó giao trong kia phải không chú? Trong đó đó phải không? Không, xuống chạy giống dưới. À, xuống chạy giống. Chạy giống nằm ở dưới đó. Ở dưới luông trà, thả dạ, luông trà. Dạ. Cái ông này thì cấy cho nội chạy giống. Mai là ra dưới rồi. Dạ. Mã dưới cũng lớn này. Đây các bạn, mấy ảnh đang trộn. Lên YouTube anh đăng lên trên kênh cây lúa quê hương nè. Lúa quê hương á. Dạ. Mày ăn vậy đủ không trời? Ừ. Miếng lạnh nhỏ à? Đó rồi. Cái gì? Mười mấy thước là đo đủ không thôi chứ không chở gì vậy lắm. Cái gì à, mười mấy? Đó giờ làm có khi nào mà thiếu không không? Ông giờ ông muốn gấp đôi của tôi đó, tôi từ đó qua đó đó. Không còn chậm nữa. Xa, tại sao mấy cộng phòng của ông? Có mười mấy cộng ông tính không gấp đôi. Ngộ không à, bên đó chiều dài có mười mấy thước hả? Hả? Bên đó chiều dài có mười mấy thước hả? Cái gì? Mười mấy thước hả? Ngang qua mười mấy thước mà ta kéo dài đẳng hoài đó. Hồi kéo dài đẳng đó. Làm có khi nào mà ông bị thất bại không? Không có ngộ hả? Ý như đòi chắc ăn. Sợ thiếu mạ hả? Đủ. Năm nào ông năm cũng dư mạ chứ. Năm nào cũng đang ngồi lên là gò hết trơn. Đang gieo mạ có mấy ổng rồi. Không đi xíu không thiếu hả? Ừ. Đây các bạn, bây giờ mấy ảnh ấy xong rồi là múc đổ ra ngoài. Múc đổ ra các bạn. Sình, phân, bột dừa. Này làm cỡ một cái lớp này cỡ một phân bằng tháng gì nè, rồi lát nữa là gắt gắt lúa lên đây anh, gắt lúa lên đây nè.
ra cũng của tôi 18 mà khác với ổng trời. Ông năm này ông lấy công ty đưa giống ông đặc biệt là gì ở tôi đưa giống nhỏ gì đó. Đất lúa rồi không mà giống tôi thì đâu là giống của ông năm. Ông năm đẩy ông tiên mà. Ở công ty mà nó chơi nó. Này là giống OM 18 đúng không? Vậy vậy như mạ là gì nè? Vậy nhưng mà là gì nè, chắc cái này gắt thêm nữa. Còn kia ông anh kia thì làm cái gan làm hồ luôn không? Làm hồ mà phá hồ mà. Phá hồ. Nó can vậy nên mới bằng mới rải mạ nó đấy. Dạ. Lúc trước lên đài lên báo là nghỉ việc, còn lên đài lên báo chuyện này không biết sao. Chuyện này cho bị đuổi luôn quá. Chuyện này cho bị đuổi luôn quá. Chuyện này cho bị đuổi luôn quá. Chuyện này suy nghĩ vậy. Có các nhà từ thiện lên đài cái về là tôi về tôi làm đơn xin nghỉ luôn đó. Rồi như vậy là đợt này lên rồi là chúng tôi chừng là bị ông Yên ông khai trừ ra ra khỏi nhóm đó rồi. Ông kêu cái ông lại chặn đó đó, ông đó chủ tịch đó, lên phát biểu rồi. Ông đó phát biểu hay lắm đó. Ủa mà sao sụp. Đó này nó già đi. Mà nó này sức vô. Yếu nào cũng vậy, yếu vậy. Trời ơi, giống của anh giống đặc biệt mà yếu. Giống này mới ngâm bơm bớp ha. Ngâm bơm bớp. Dài quá vợ. Dạ. Bớp 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 như vậy. Dài quá cái đầu nó. Dạ, dài quá mấy ông này sợ. Sao nhiều à. Cũng đi ra bên tôi chứ đâu có gì của ông cũng ấy rồi. Đi ra nè. Con giống chạy mua trời. Con lấy nó đưa giống cho ông đưa giống xuống cái đội. Mai là ra dưới chạy giống rồi đó. Ngày mai hả? Ngày mai ra mạ chứ hả? Tám chín ngày ra được rồi. Gieo tốt là 8-9 ngày ra đồng 10 ngày rồi cứ ngày cấy là ngày thứ 10. Cái này nữa ra mấy ông này nó hay lắm, mấy ra 4 lon được luôn thôi. Mấy nhạc của hết mất lại một tự ra bữa 2 lô thôi. Cái nữa sao? Cái này nữa ra 2 bữa. Rồi, bữa mình ra 2 lô, cái đồ bữa sau 2 lô vậy đó. Mẹ cái một không được. Bởi cái một hết trơn rồi ông làm sao kịp rồi nằm ở dưới đó một đêm, hai đêm người ta cấy nó nặng. Nặng mà. Đây là anh thợ hồ. Này phân này chắc mình ngâm DOP anh hả? Ngâm DOP vài với nước. Ngâm với nước. Dạ. Hôm nay ông em 18 và ông qua giác qua nước nguyên. Ông em 18 mà ông qua đây. Đó thừa chủ tịch qua ha. Dạ trời ông. Cứ lặng luôn. Làm này rất sáng như tập thể dục vậy ha. Như đánh banh vậy, mùa hám thì ra lã chứ. Ừ. Trời lạnh trời vậy cũng phóng xuống nước ầm ầm. Ừ. Mà làm vậy cho nó khỏe. Ừ. Quá lẹ rồi, anh bị con mà quá lẹ.
này giống giống như là bắt hôi quá hả ta? Dọc sỉnh mà. Dọc sỉnh. Múc gà đổ. Quýnh nó đâu đó hả? Con nghiệp đó. Trời ơi, đừng quýnh nó, trời ơi, con nghiệp đó. Má nó không có treo quảng cấm bò đi mà. Xe đó, xe đó. Rồi đúng là dại dại lúa mà dày lúa dày như mạ là gì nè. Dày kinh thì chứ. Dày mạ các bạn. Mạ là dày kinh khủng. Lúa trồng lên lúa. À. Và đây là cái khâu cuối cùng các bạn, cắt bột dừa lên, giữ độ ẩm để che lại cái hạt lúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.